Sắp mai rồi, hôm nay là cái hát đi lấy đường Hải Văn của nhóm của mình nha. Biết trước chính là người anh em Vương Mộc của mình, diễn to giá bự. Người đồng hành mình là anh Tiền Mỹ, bó bò sắp đổ. Mà xem cái cục bó cua nằm đắp của anh Tiền. B là đi được rồi. FB. Đều không nằm đó, không nằm nó nguyên vẹn.